Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi ích gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, năm 1992 sau khi tốt nghiệp xong phổ thông trung học thì tôi cùng với hai người anh em quyết tâm đi tu dòng John Bosco. Và thế này, ba anh em cuốn gói lên dòng John Bosco để xin trở nên những cái môn đệ thuộc dòng John Bosco. Nhưng rồi vì hoàn cảnh khó khăn quá, trong thời điểm đó quá khó khăn, cho nên cuối cùng ba anh em quyết định đi về. Và tôi thì tôi lại hướng đến một cái dòng khác, đó là dòng Chúa Cứu Thế. Nhưng rồi khi tiếp xúc với các cha dòng Chúa Cứu Thế và thấy cái đời tu của mình không hợp với nhà dòng, quyết định thôi đi tu triều. Hai anh em còn lại, một anh đi vào dòng Gioan Thiên Chúa, và thưa quý ông bà và anh chị em, giờ đây đang còn truyền giáo tại Trung Hoa. Người anh em còn lại thì đi về châu Phi để truyền giáo tại đây cách đây 15 năm. Có một cuộc hội ngộ, ba anh em ngồi lại với nhau, không biết là ơn Chúa hay sao, ba anh em ngồi lại với nhau để nói về chặng đường đi tu. Người anh em ở bên đang mục vụ tại Trung Quốc mới trả lời: mình qua bên đó đến giờ phút này vẫn dưới cái mác là sinh viên và hầu như chưa làm được cái gì cả. Truyền giáo khó quá. Quả rằng một cái đất nước vô thần bây giờ giới thiệu Chúa cho người ta khó ơi là khó. Còn người anh em thứ hai đang truyền giáo tại châu Phi thì nói: ít ra bạn còn hạnh phúc hơn mình. Hạnh phúc hơn là vì mình bây giờ hàng ngày ở châu Phi, bước ra đường thì sợ khủng bố, bước ra đường mà chỉ cần nói đạo thánh một chút thôi thì coi chừng mất mạng. Tôi mới nói rằng: thế thôi, xin bề trên rút về đi, bảo toàn mạng sống của mình. Thì người anh em mới trả lời: không được. Mình đã là con cái của Chúa thì thánh giá mình phải vác. Chúa nói rồi, ai muốn theo ta từ bỏ mình vác lấy thập giá mà theo. Chẳng lẽ mình gặp một thử thách một chút mình tháo lui, cho nên phải bước tới. Và thưa quý ông bà và anh chị em, giờ phút này hai người anh em đó vẫn hai phương trời, một bên là châu Phi, một bên là Trung Hoa, vẫn cứ tiếp tục công việc truyền giáo và rất nhiều đau khổ. Đôi lúc anh em chỉ gặp nhau chia sẻ với nhau qua những cái lời động viên mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi gửi đến câu chuyện đó để chúng ta trong tâm tình của ngày lễ hôm nay, lễ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam. Các Thánh Tự Đạo Việt Nam chúng ta thấy không phải chỉ con số 117 đâu, hay là một chân phước An Rê Phú Yên, mà hàng hàng lớp lớp trải qua từ thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 19, biết bao nhiêu chứng nhân đã đổ máu đào để tuyên sự đức tin. Có khoảng trên 130.000 người tín hữu đã đổ máu đào tuyên sự đức tin. Mà nếu thưa quý ông bà anh chị em có dịp chúng ta đi về ở cái vùng Phú Yên, đi về ở giáo phận, chúng ta thấy ở giáo phận Quy Nhơn,
Quý ông bà và anh chị em thấy ở đây có rất nhiều các cái nhà, các anh hùng tứ đạo. Trong đó tôi xin nêu hình ảnh tứ đạo tuyệt vời, đó là cha, một cái người tín hữu, một cái người con gái Chúa, một ông trùm, đó là Andre Kim Thông. Một người cha trong gia đình và là một cái người rất đạo đức. Tôi đã đến đây 4 lần. Dưới cái nấm mộ của Ngài đã múc những giọt nước của Ngài và tâm đắc rằng: Lạy Thánh Andre Kim Thông, xin hãy thêm sức lực cho con để con dấn thân phục vụ Chúa. Và chắc quý ông bà và anh chị em biết rằng là Ngài là ông trùm cho một sứ đạo. Thế là có một cái người cháu gọi Ngài bằng cậu, lại là một cái người cháu ngỗ nghịch hoang đàng. Ngài đã nhiều lần khuyên nhủ dạy bảo trong tư cách là một người cậu, nhưng xem ra cái anh con trai này không nghe. Và rồi còn tệ hơn nữa, đi tố với những cái người chức trách: ông cậu tôi là ông trùm, ông cậu tôi là người có đạo. Và tất nhiên chúng ta đã thấy được trong bối cảnh khó khăn đó Ngài đã bị bắt. Và nhiều người đã đề nghị rằng là Ngài dùng đồng tiền để cách này cách kia mua chuộc các lính canh cho Ngài được về với gia đình. Ngài đã nói không, bước theo Chúa là phải chấp nhận thánh giá. Và anh chị em hãy để cho tôi sống được tâm tình đó. Và cuối cùng thì người ta đã phát lưu Ngài đi từ chúng ta tới Quy Nhơn, Bình Định, đi về Mỹ Tho. Trên con đường Ngài đi thì Ngài đã qua đời. Gửi đến tâm tình đó trong ngày hôm nay để quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng suy xét lại đời sống đức tin của chúng ta. Tất cả chúng ta là con cháu của các bậc anh hùng. Họ cũng giống như chúng ta, trước cái chết không ai mà sợ, không sợ cả. Bản thân tôi cũng thế thôi, bản thân quý ông bà và anh chị em cũng vậy. Nói đến cái chết ai cũng sợ. Nhưng Chúa nói cái câu gì? Muốn theo Chúa thì phải vác thánh giá, muốn theo Chúa thì phải tuyên xưng đức tin và sống chứng nhân đức tin. Mà sống chứng nhân đức tin không phải là chúng ta chỉ co cụm lại trong cái bản thân mình mà thôi, để chỉ tôi với Chúa. Chúa nói rất rõ ràng rồi, không phải các ngươi nói lạy Chúa là được vào nước trời, mà phải sống đức tin. Ở đây tôi xin gửi quý ông bà anh chị em 2 điều: giữ đạo và sống đạo. Giữ đạo nghĩa là giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, hay 80 phúc thật vân vân, là coi như là giữ đạo. Ngày Chủ Nhật mời gọi cộng đoàn dân Chúa đi lễ, chúng ta đi lễ. Những lễ trọng buộc chúng ta đi lễ, đó là giữ đạo. Nhưng sống đạo là sống như thế nào? Sống đạo là áp dụng lời Chúa vào trong đời sống. Ai là mẹ ta, ai là anh em ta, là những người lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Và khi chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, nghĩa là chúng ta từ bỏ đi con người của bản thân mình. Thưa ông bà anh chị em, năm 1997, sau khi tốt nghiệp đại học xong, thì tôi cũng đã được có một và xin đơn, xin đi làm việc chỗ này, đi dạy chỗ kia, thì cũng đã có một vài chỗ chấp thuận. Sau đó chỉ vì một câu nói thôi, một câu nói của Chúa nói với các môn đệ, và sau đó được Thánh Ignacio nói với Thánh Francisco Xavier: được lời lãi và cả thế gian mà mất linh hồn, nào được cái gì? Câu nói đó quý ông bà anh chị em đã nghe trong lời Chúa ngày hôm nay. Và chính vì cái câu lời Chúa đó, chính cái câu tác động đó, Thánh Ignacio nói với Thánh Francisco Xavier, Thánh Francisco bỏ hết mọi sự để rồi chúng ta thấy đi truyền giáo và sống chứng nhân. Và cũng cái câu nói đó, hôm nay tôi mới có mặt ở đây để chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn dân Chúa. Và tôi quyết tâm đi tu. Dù rằng là bây giờ mình phải chọn lựa đi tu hay tiến tới đời sống hôn nhân gia đình, trở nên người cha của một gia đình, hay là làm ông linh mục. Và Chúa đã thắng tôi, Chúa đã bẻ đầu tôi để rồi đi tu. Và đến hôm nay tôi thật sự 18 năm linh mục. Tôi quen bà và anh chăm trong vòng 18 năm linh mục, ngồi lại ngẫm suy lại cái cuộc đời của mình, thì tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Mình chẳng là cái gì cả. Và hồng ân đó, đặc biệt hôm nay tôi được hiện diện với ông bà anh chị em trong ngôi thánh đường này. Khi tôi trình bày với cha quản sứ, và tôi không có nghĩ rằng là mình đến đây mình được dâng lễ đâu. Nhưng mà Ngài nói, cho tôi được dâng thánh lễ tại nhà thờ này vào ngày 13 tháng 1. Tôi vỡ òa, tôi nói trước khi đi, tôi nói lạy Chúa, lạy mẹ. Chúa và mẹ làm chứ không phải là con làm. Ngài rất là vui vẻ và Ngài đón tiếp liền.
Và tôi có chia sẻ với Ngài đó, thưa cha rằng là con đến với giáo xứ với cha với tâm tình để xây nhà Chúa. Lý do rằng là trước đây con cũng đã làm hai cái nhà thờ rồi. Và con nghĩ là đến giờ phút này con không còn khả năng để xây dựng nhà thờ nữa. Sức thì không còn, khả năng thì kiệt quệ. Giờ phút này con hoàn toàn buông xuôi. Nhưng vì Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, lúc bây giờ Ngài bảo lên xây nhà thờ trên cái vùng núi. Thì thưa các bà và anh chị em, tôi đã nói với Đức cha, thưa Đức cha, con không còn khả năng. Vì con vừa làm nhà thờ năm 2014 đến 2016 con hoàn thành nhà thờ. 2017 cái ngôi nhà thờ con đang ở bị mưa bão sập. Đức cha lại bảo con tiếp tục làm nhà thờ này thì con lại gồng mình để làm. 2018 Đức cha bảo con làm tiếp cái nhà thờ nữa thì con, thưa Đức cha, con không còn khả năng. Và nói nhỏ tôi quen bà và anh chị em, cái sổ đỏ của gia đình bây giờ đang nằm trong ngân hàng á. Nhưng mà vẫn tin rằng là Chúa sẽ lấy lại. Đời nào mà Chúa để cho mất, Chúa sẽ lấy lại, đang trong nằm ngân hàng. Và khi con về đây thì trong một cái vùng núi, Đức cha bảo về xây nhà thờ thì Đức cha xây sao được. Là vì ở đây con không còn khả năng, mà dân thì nó quá nghèo. Hồi nãy con mới chia sẻ với ông hội đồng giáo xứ, giáo dân làm một năm hai mùa, mùa bắp, bắp mà bắp cho heo ăn đó, bắp nông sản đó. Một năm hai mùa, sau khi chia mọi cái về phân bón, về công cán thì thu được 6 triệu trên một mùa. Một năm được 12 triệu. Quý ông bà và anh chị em thấy, lấy gì xây nhà thờ? Nhưng khi con về đây thì con thấy cái ngôi nhà thờ phải còn phải xây nhà thờ, vì ở đây nó có khoảng 2.000 giáo dân sống rải rác trên các cái triền núi. Mà nếu quý ông bà và anh chị em đi về cái vùng Ninh Thuận, qua khỏi Bình Thuận, đi về Cà Ná, nhìn vào hướng bên tay trái chúng ta thấy dãy núi đá. Đó là bắt đầu đi vào cái địa hạt của con đang phục vụ, và con đang là quản hạt của vùng này. Và khi đi vào trong đó, quý ông bà và anh chị em đi sâu vào trong núi khoảng 40 cây số thì con đang làm việc ở đây. Và khi con vào đó thì sau khi thấy giáo dân họ không thể đến nhà thờ được vì quá xa, nhất là mùa mưa mùa gió nữa, thì cuối cùng thì con đã quay ra gặp Đức cha và nói, thưa Đức cha, con sẽ vâng lời Đức cha làm nhà thờ cho giáo dân, vì nếu không chúng ta sẽ mất 2.000 người tín hữu, trong khi mình nỗ lực đi truyền giáo, đi kiếm từng người, đi kiếm từng linh hồn, mà chúng ta đánh mất 2.000 giáo dân ở những vùng núi thì quá uổng. Và con đã vâng lời. Thì thưa quý ông bà và anh chị em, y Chúa cũng nhiệm màu. Năm 2019 chuẩn bị khởi công xây dựng thì dịch đến. Và sau đó thì con đã trình bày Đức cha không làm được nữa, bây giờ dịch quá. Rồi đến cách đây độ 6 tháng con đã gặp Đức cha và cũng trình bày. Con nói con sẽ đi vào Sài Gòn. Và thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay con cũng tâm tình đó đi quý ông bà và anh chị em trong ngày lễ các thánh tử đạo. Và trong ngày lễ hôm nay là ngày 13 tháng 11. Có ba cái điều rơi vào trong một cái ngày lễ hôm nay rất tuyệt vời. Thứ nhất là lễ các thánh tử đạo, chứng nhân của người Kitô hữu, chứng nhân đức tin, đó là tổ tiên chúng ta. Thứ hai, ngày hôm nay ngày 13 tháng 11, mà tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các đảng linh hồn, là Tết của các đảng linh hồn trong tháng 11. Và thứ ba là ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mặc dù Đức Mẹ hiện ra từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 10 là hết, tại Fatima năm 1917. Và đến bây giờ thì thưa quý ông bà và anh chị em, mình là kỷ niệm ngày 13 tháng 11 năm 2022. Tháng 11, tháng 10 xong rồi. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Đức Mẹ là người lúc nào cũng nhìn đến đoàn con cái của Chúa. Đức Mẹ là đấng chúng ta thấy rằng lúc nào cũng quan tâm đến tất cả mọi lời cầu xin của chúng ta. Và vì thế, cộng đoàn dân Chúa chúng ta mới đến với Đức Mẹ vào cái ngày 13, vào giờ trưa như hôm nay. Lẽ ra giờ này thì mình ở nhà mình ngủ cho nó khỏe, 12, 12 giờ trưa ai đi. Nhưng tôi không ngờ khi đến đây thấy anh chị em đông quá. Vì lòng yêu mến Mẹ, vì lòng yêu mến các linh hồn, và vì các chứng nhân anh hùng tứ đạo của Việt Nam, cho nên chúng ta đã đến. Và tôi vẫn tin rằng những lời cầu xin của quý ông bà và anh chị em cũng như bản thân tôi trong cái tâm tình ngày hôm nay đến với tâm với anh chị em để kêu gọi lòng yêu thương chia sẻ, như ngày xưa Mẹ vẫn quan tâm chia sẻ trong cái bữa tiệc cưới Cana, Mẹ vẫn quan tâm đến gia đình của tân hôn, rồi Mẹ vẫn quan tâm đến mọi người, thì tất nhiên những lời cầu xin của anh bà anh chị em trong ngày lễ hôm nay, ta vẫn tin chắc rằng Mẹ nhậm lời và Mẹ sẽ chúc lành cho những ước nguyện của quý ông bà và anh chị em
thành hiện thực, và ước mong rằng cũng xin anh chị em cầu nguyện cho công trình xây dựng nhà Chúa, và xin mở lòng tấm lòng của bà anh chị em ra để rồi chia sẻ cho chúng con có thể hoàn thành cái công việc xây dựng nhà Chúa cho những người anh em khắc khổ, những người thật sự đói kém, nhất là đói kém đức tin trên những vùng miền núi. Ước mong rằng Chúa và mẹ sẽ chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Với tâm tình đó, xin mời chúng ta đứng dậy để tuyên xưng đức tin.